Maria, hình ảnh của giáo hội hiệp hành. Đầy ân sủng và Thiên Chúa ở cùng, Thiên thần Gabriel vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nền tảng Thánh Kinh. Trong Tin Mừng Matthew, Thánh Giuse được biết đến như một người công chính. Và trong Tin Mừng Thánh Luca, Đức Maria được giới thiệu với hai cụm từ: đầy ân sủng và Thiên Chúa ở cùng. Đầy ân sủng thường được dùng ở một vài nơi trong Tân Ước, như thư Ê-phê-sô chương 1 câu 16. Thành ngữ đầy ân sủng gợi lên nhiều vấn đề về văn bản và dịch thuật. Bản Vulgata dịch từ này là gratia plena, trong khi những bản dịch khác là gratia cumulata hoặc đã được chấp nhận. Điều này ngụ ý rằng Đức Maria là đấng đầy ân sủng và được Thiên Chúa chấp nhận, được ưu ái trong mắt một người, có nghĩa là người đó trở thành lựa chọn và mong muốn duy nhất. Đức Maria đã đón nhận được nhiều ân sủng từ Thiên Chúa và mẹ luôn tràn đầy những tập quán hoặc giá trị cao quý. Ân sủng đặc biệt làm cho mẹ trở thành người được chọn giữa những người nữ để làm mẹ đấng Messiah. Việc Đức Maria hạ sinh Chúa Giêsu cách diệu kỳ là một ví dụ về ân sủng của Thiên Chúa. Chính Đức Maria đã nhận ra điều này. Trong khi mẹ luôn sẵn sàng và trung thành, thì mẹ cũng giống như mỗi người chúng ta thường gặp rắc rối ở bước khởi đầu. Và mẹ luôn tự hỏi, Thiên Chúa làm thế nào để hoàn thành kế hoạch của Ngài? Không giống Zakaria, câu hỏi của mẹ là làm thế nào để những lời này trở nên hiện thực, không phải là câu hỏi theo kiểu nếu như. Cụm từ Thiên Chúa ở cùng là một lời chào phổ biến của người Do Thái. Trong Thủ Lãnh chương 6 câu 12, khi Gideon được thiên thần của Thiên Chúa gửi lời chào, thì ông đã hỏi vặn lại: "Ôi thưa Ngài, nếu Đức Chúa ở với chúng tôi, thì sao chúng tôi đến nông nỗi này? Đâu cả rồi những kỳ công mà cha ông đã kể lại cho chúng tôi nghe?" Cụm từ Thiên Chúa ở cùng ngươi được ban như là một sự bảo đảm và là một dấu hiệu cho A-Kháp. Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu. Này đây, người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Câu này đã được Thánh Matthew trích dẫn trong trình thuật thời thơ ấu, khi việc sinh hạ Chúa Giêsu được thông báo cho Thánh Giuse. Trong hai cách diễn đạt, đầy ân sủng và Thiên Chúa ở cùng, Thiên Chúa là trung tâm, Thiên Chúa là nhân vật chính của câu chuyện, Thiên Chúa chọn Đức Maria và Thiên Chúa ở cùng mẹ.